Dạ, từ bi hoan hỷ đăng đàn để thiêu con ôn bạc pháp của kinh 104. Dạ, con kính nhân Minh Đinh Sư ạ. Dạ, mô Phật, cảm ơn cô. Trước hết, sư xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức, kính chào quý cô và tất cả quý Phật tử. Sư xin đọc bài 104 ạ, Kinh Pháp Cú. Atta ha chi tăng say vô, Atta ha chi tăng say vô, gia cha văn ý ta ra phá gia, gia cha văn ý ta ra phá gia, át ta đằng ta sát phá sát sát, át ta đằng ta sát vô sát sát, át ta đằng ta sát vô sát sát, nít chăng sanh nhát ta cha rino, nít chăng sanh nhát ta cha rino, nít chăng sanh nhát Atta Rino Atta Ha Huệ Di Tăng Say Vô Gia Cha Văn Ý Ta Ra Pa Gia Atta Đằng Ta Sát Bồ Sát Sát Lý Chăng Sanh Nha Ta Cha Rino xin lỗi Cha Rino Atta Ha Huệ Di Tăng Say Vô Gia Cha Văn Á Ti Ra Pa Gia ta đằng ta sát bồ sát sát nít chằng sanh nhát ta chà rino tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự hòa thượng Thích Minh Châu dịch tự thắng tốt đẹp hơn hơn thắng người khác hơn chiến thắng người khác người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự hòa thượng Thích Minh Châu rồi sẽ đọc xong kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 104 ạ. À. Atta Ha Huệ Chi Tăng Say Vô Gia Cha Văn Y Tà Ra Va Cha Atta Đăng Ta Xà Bồ Sát Xá Nhất Chăng Sanh Sanh Nha Tà Cha Ri Nô Atta Ha Huệ Chi Tăng Say Vô Gia cha văn y tà na ba cha Atta đăng ta xà bồ sát xá Nhất chăng sanh nha tà cha ri nô Tự thắng tốt đẹp hơn Hơn chiến thắng người khác Người khéo đều phục mình Thường sống tự chế ngự Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu Atta Ha Huệ Chi Tăng Say Vô Gia cha văn y tà ra ba cha Atta đăng ta xà bồ sát xá Nít chăng sanh nha và cha ri nô Dễ dàng tự thắng chính mình Khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường Chư thiên phạm đế ma dương Làm sao thắng kẻ tự thường thắng y Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Như Đức Dạ con đã kể xong, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ.
Dạ sa thú kính cảm ơn sư Tịnh Đạo. Dạ Nhật Bình thấy trong nhắn nên đã kéo dài thời gian đọc kinh rồi, nhưng mà cũng chưa có thấy bàn tay của vị nào đưa lên khi Tịnh Đạo trả bài. Dạ Dung Nguyễn ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Nếu Dung nghe phải không? Vậy xin đưa bàn tay xinh đẹp mình lên. Tâm pháp có nghe không? Tâm pháp có cầm mít được không? Tâm pháp. Dạ, cứu bầu Nhật Quỳnh đi. Hôm nay một mình Nhật Quỳnh ở trong đầu tràng nên là nhà Quỳnh Quách Thành Đá và Trịnh Đàn Đông ai cũng bận hết rồi. Vậy là cứu Nhật Quỳnh nha. Dạ, sa thú bàn tay Dung Nguyễn. Dạ con kính thỉnh lễ sư Thanh Tâm, sư Minh Hạnh, con kính chào các cô và cô ca, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cô lúc nãy con đọc bài mà con cũng không có đọc là thuộc lắm, cho nên là con đọc như thế nào chọc nữa rồi mời quý sư sửa dùm cho con. Con xin trả bài cô phải cố 104. Ata há bê chí chân sa yô gia cha ý văn mít ta chán ra. Còn đọc lại. Ata há bê chí tăng dịch sa yô gia cha ý văn mít ta ra bá cha. Ata đăng tá xá bố sát xá nít chân sa nhà tá cha rí nô. Atta há về dí chân sayo cha cha ý văn mít ta ra tá cha á tá đăng ta xá bốt sát xá ní chân sang na tá cha rí nô. Atta há về dí chân sayo cha cha ý văn mít ta ra tá cha bát cha át ta đăng tá xá bố sát xá bồ sát xá lý chăng sang nhà ta cha lý nô. Tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Át ta ha về chị tăng sa yo ya cha y yang mít ta ra cha ya a tăng tăng ta sa bồ sa sa ni chang san yo ta cha ri no. Vẽ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chúng đương xa trường chư thiên phạm đế ba vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đất. Dạ con xin cảm ơn, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Thế rồi. Dạ con. Con hỏi đầu tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? À dạ kính chư sư Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham A Giá, Nam mô Sẵn Thà Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thần tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Dạ con sa thú Xích Dung Nguyện. Dạ con à, xin phép đọc câu Phật ngôn 104. Á tà há quê chí tăng say dù và chà giá mi ta ra phá chà á tà đàn tá sa bồ sát sa ni chàng sanh nhá tá chà rì nô. Á tà há quê chí tăng say dù và chà giá mi ta ra phá chà á tà đàn ta so sa sa ni chang sanh nya ta cha ri no.
Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đây, cha con xin phép kệ. À ta ha quê chị tăng say vô gia cha gia mi ta ra pha cha à ta đan ta sa bồ sa sa ni chăng san nha ta cha ri no này dạ con kính trang đạo tràng lâu quá con không có trả bài à vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ từ thường thắng y của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ lâu quá con không có trả bài con đọc sai con xin đạo tràng cũng con hỷ cho con và dạ, con kính gửi mít đại đạo tràng Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ sa thú, cảm ơn Tâm Pháp rất là nhiều. Dạ đọc bài hay mà không chịu đọc thêm mấy lần nữa. Giờ lắm Tâm Pháp ơi, không chịu cứu Nhật Quỳnh gì hết. Ở đang đi ngoài đường, sa thú cảm ơn Tâm Pháp. Dạ năm mô giá, dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng, kính chào cô Ái Minh. Dạ cô Ái Minh có kể được không cô? Dạ kính chào Tâm Quý kia đang chào Đạo Tràng, không biết hôm nay nghe có khỏe chưa, có cầm mic được không nghe Pháp? Dạ cô ấy mình có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô có cầm mic được không? Dạ không hả? Dạ không sao. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh ráng chống chọi. Dạ à dạ yeah, mô Phật kính chào đạo tràng sư xin phép đọc lại một lần nữa kinh Pháp Cú 104 Atta ha quê chí tăng say vô Atta ha quê chí tăng say vô ya cha ya mi ta ra pa ya cha ya mi ta ra pa ya ta đằng ta sa ô pa sa nít chàng sanh nhá ta chà ri nô nít chàng sanh nhá ta chà ri nô át ta ha quê chí tăng say yô ya chà ya mi ta ra pa ya át ta đằng ta sa ô sa sa nít chàng sanh nhá ta chà ri nô tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Kinh Pháp Cú 104 ngày Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Rồi này, mời vị kế tiếp nha. Dạ sa thú con thành kính lĩnh lễ tri ân thượng tọa thành tâm rất là nhiều. Dạ sư nghe con kêu cứu quá, sư chịu không có nổi. Dạ dạ bây giờ hôm nay là cái ngày giảng của đại đức Minh Mẫn mà con cũng chưa có thấy đại đức Minh Mẫn vào nữa, nên thì thôi con cũng có kéo dài thời gian ra một chút để mong có vị cứu tinh trở vào đạo tràng. Nếu không có đại đức Minh Mẫn thì con nghĩ là sẽ có vị cứu tinh. Dạ con nghĩ như vậy. Dạ con dạ, xin phép được ôn bài để kéo dài thời gian ạ. À. Cười gì Tâm Pháp, có sao nói vậy mà Tâm Pháp. Dạ Atta ha quê chi tăng say yo ya cha ya mi ta ra pa cha Atta đàn ta sa bồ sát sa nít chăng san nha ta cha hi nơ. Quên nữa, Xu Khá ơi, Xu Khá có cầm mic được không? Không, Xu Khá thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha.
Atta ha về chi tăng say yo ya cha ya mi ta ra ba cha atta đàn tác sa bồ sát sa nít chẳng san nha ta cha ri nô tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự, và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Rồi Như Quỳnh nào mà mời chú Khá nghe, hãy đưa bàn tay là mừng rồi. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huyền, cảm ơn chị Tư Pháp. Nam mô Bụt Tha Ga, Nam mô Tham Ma Ga, Nam mô Sang Tha Ga. Con kính hành lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính hành lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư Thanh Tâm, cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 104. Ta ha quê chi tăng xây dô gia cha giang ít ta gia ta cha a ta đàn ta sa po sa sa ni chăng sa chăn nhát ta cha di nô a ta ha quê chi tăng xây dô gia cha giang ít ta gia ta cha a ta đàn ta sa po sa sa ni chăng sanh nhát ta cha di nô a ta ha quê chi tăng xây dô gia cha giang ít ta gia ta cha a ta đàn ta sa po sa sa ni chăng sanh nhát tất cha di nô. Tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự, đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Đó là phổ thư của Hòa thượng Giới Đức. Đã con đã đọc bài xong rồi. Dạ, bây giờ con kính mời cô Linh Mít Nam Mô Bụt Tha Ga. Sa thú, kính cảm ơn Sư Kha, anh Đức Kha rất nhiều. Dạ, cảm ơn tâm pháp cho những mình biết được tín hiệu. Dạ, trong khi Sư Kha, anh Đức Kha đọc bài, Nhật Quỳnh tranh thủ gọi vị cứu tinh vào mà không có được bắt máy, không biết như thế nào đây. Dạ thôi, giờ trước mắt con tri ân với ngài trước đi, hy vọng rằng có vị cứu tinh trở vào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Ga. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Thanh Tâm rất là nhiều. Dạ, sư đã cứu con tiêu phong ôn bài pháp của kinh 104. Nhật Quỳnh kính cảm ơn sư Khá, anh Đức Khá, sức tâm pháp, Dung Nguyễn, sức trần đạo đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, kính chào huynh Gò Cát Viên Hoa vừa vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì không biết làm sao nữa. Dạ, bây giờ thì tới giờ này con cũng chưa có thấy cái vị cứu tinh vào đạo tràng, nên giờ con xin phép mà để con xuống mít, con để tiếp tục băng của sư Giác Nguyên lúc nãy, và trong khi chờ đợi con sẽ ngồi trước máy chờ đợi. Dạ, coi có bị cố tình vào không. Dạ, chứ bây giờ thì không, hoặc là sư Minh Mẫn. Dạ, trong hai vị sẽ có một vị vào, con nghĩ là như vậy.
Kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ha. Dạ Nhật Bình xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Tầm phủ sống của nhân quả thì và cộng với cái hạnh nghiệp của ổng, khuynh hướng tâm lý của ổng, thay vì người ta là một vị đại tiên, một vị thiên tử ở một cái tầng trời cao ngất nào đó, chỉ có gió sớm mây chiều, chỉ có là thơm ngát mát lạnh, còn ổng thì cũng được làm vua, nhưng mà làm vua với quả ngục, có nghĩa là ăn rồi là cứ nhìn lửa cháy, cứ nghe cái tiếng rên la, nghe mùi máu, nghe mùi phân, nhưng mà dĩ nhiên thì ổng không có bị hành hạ như người ta, mà ổng chỉ nhìn thôi, ổng chỉ nhìn, ổng chỉ nghe vậy. Còn nếu ổng không nhìn, không nghe thì ổng có thể lùi vào cái cảnh giới riêng của ổng, có nghĩa là ổng vẫn có lâu đài cung điện riêng của ổng, chứ không phải là ổng khổ cực như là mấy cái loài ngạ quỷ Adula như ổng là Dương Quân. Tuy nhiên là mình nhớ cái này, vì cái hạnh nghiệp của ổng, vì cái khuynh hướng tâm lý của ổng, cho nên thay vì ổng sanh về các cảnh giới cao hơn vua làm sếp thì ổng lại ở dưới đây, chỉ vậy thôi. Thì trong kinh, trong chú giải ghi là Diêm Vương cũng có hai loại, hai hạng. Diêm Vương mà coi như là chánh kiến và tà kiến, đúng là hai đó. Thì tất cả phàm phu đều có cái chủng tà kiến trong người hết nha. Cho nên ở đây mình phải nhớ rõ cái tà kiến này là gì. Tà kiến này có nghĩa là ông không có chánh kiến thôi, chỉ còn cái tà kiến ít nhiều thì tất cả phàm phu đều có, nhớ nha. Còn cái chánh kiến thì có nhiều người có, ít và có nhiều, hoặc là rất là mờ nhạt. Nhưng mà cái khả năng ấy, thì ai cũng có khả năng chánh kiến, nếu mà họ có được ba cái điều kiện sau đây. Một là cái trú xứ thích hợp, hai là cái gặp được cái người cái minh sư thiện hữu, ba là cái khả năng tư duy đó, cái yoniso manasikara đó. Có được ba cái này thì mình có mới có được khả năng chánh kiến. Bởi vì các vị nhớ cái nguyên nhân, cái điều kiện mà tạo ra chánh kiến là tà kiến, nói gọn nó có hai thôi, nhưng mà nói rộng cũng có ba, chứ nói gọn có hai, đó là vì mình và vì người. Vì người có nghĩa là parakhosa, có nghĩa là do mình nghe, mình học, mình đọc từ người khác. Còn cái thứ hai là yoniso manasikara, có nghĩa là do cái khả năng suy nghĩ của mình nó tới đâu thì mình bèn nhận thức về mọi sự tới đó nha. Nam mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu phương nam. Kính chào sơ Khoa Ná Dì Giàu Đạo Tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng rất là nhiều. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, Nhật Quỳnh đã cầu cứu được rồi. Dạ, báo tin mừng cho Đạo Tràng. Dạ, xin kính chào. Xin ngồi nghe. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Tham Ma giá. Nam Mô Sang Kha giá. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Ramma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha di an thi ba răng a ya cha tha san ti tha sát tâm ba ra chấp kha cha thi ca đệ sê tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê đêm vi na dẫn cha ca văn sùa tan cha bản thân a phi thâm ma chăm măng a cô ta danh tô ta tu sát cha đằng đăng bà bồ thà nay dê bà đi xa dạ mặt chê ê quan sa hâm bà
Te Pa Ga Văn Tăng A Gia Cha Tha Tuấn Hi Pa Quê Na Tăng Bồ Tho Ca Ruân Nhê Na Thị Hoa Sa Gia Tán Ha Vô Tha Gia Ba Nê Na Mê Ga Đa Văn Ta Tô Ga Tô Bánh Cha Quách Gia Đa Dơ Nê Dê Tăng Ba Dê Sĩ Tha Ma Tô Ta Tô Ba Phu Tì Sam Bồ Tho A Nu Na Thâm Ma Đê Sa Năng Ma Ga Va Sa Nê Sê Sê Sa Ta Năn Ác Tha Sịch Tha Căng Tê Na Sa Thô Ai Dâm Tê Tê Sê Tu Thâm Ma Đê Sa Năng Sa Ba Di Tha Ba Đê Sa Gia A Nu Căm Bấm Bị Ca Ta Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lọc giả ngài dời chân sanh thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là ông Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ sát vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ đại đức vi niệm vừa quang lâm vào đạo tràng, và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ đại đức vi niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh 105. Dạ sư, mới vào đạo tràng sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm ạ. Dạ xin sư từ bi hoan hỷ để điền phước cho đại đức Minh Mẫn, tại vì hôm thứ tư sư đã chuyển đổi nhưng mà có lẽ đại đức Minh Mẫn quên rồi nên là không có vào đạo tràng ngày hôm nay. Dạ bây giờ sư có nghe được âm thanh con chưa bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ sa thú lành thai. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bên đến sư. Kính thưa lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức, xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Rồi bây giờ thì trước khi bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay, chúng ta làm lễ tam bảo rồi sau đó mình sẽ học bài. Nay chúng ta học ngôn số 105. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng. Công năng hướng thượng đưa đến sự lễ cho những ai có niềm tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc đã được quyền thừa và thực hành theo giáo pháp
các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, mô phạm của chúng sanh, phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin đảnh lễ ba ngôi cao quý ấy. Quý vị ở đây cởi ngôn pháp cú số 105, Đức Phật ngày giảng như sau: Nê quá đồ nạ gần thấp bồ nạ ma rồ xá hạ phạm mục nà chi tăng áp phát chi tăng cả vị cả dị ra tát tha ru phát xá chân tu nộ. Lần thứ hai: Đê quá nê quá đê vô nạ gần thấp bồ nạ ma rồ xá hạ phạm mục nà chi tăng áp phát chi tăng cả dị ra Tatha rupa sa chan tu no. Lần cuối cùng: Nghe vạn đề vô nạn đình thấp bồ nạn ma rô sa hấp phram mô na chi tăng áp phá chi tăng cả dị ra Tatha rupa sa chan tu no. Đầu tiên chúng ta có chúng ta có chữ đê quá. Danh từ đê quá có nghĩa là vị trời, vị trời, vị thiên. Ở đây được chia theo chủ cách số ít cho nên là devil. Gân thấp bát. Gần thấp bá có nghĩa là một vị càng thất bà. Càng thất bà tức là một vị thiên nhân nhưng mà chuyên về âm nhạc đó thưa quý vị. Giống như những nhạc công, những vị chư thiên nhưng mà là những nhạc công ở cõi trời tứ thiên vương, ở cõi trời đau lợi. Ở đây được chia ra chủ cách số ít cho nên là gần thấp bồ. Brahmuna, Brahma, danh từ Brahma có nghĩa là phạm thiên, vị phạm thiên. Ở đây được chia theo sử dụng cách suy cho nên là Brahmuna. Brahmuna có nghĩa là với phạm thiên. Chí tăng. Chí tăng là một danh động từ trung tánh, ở đây đã được chia theo đối cách suối. Chí tăng có nghĩa là sự chiến thắng. Như vậy thì cái từ áp tăng, áp chi tăng có nghĩa là ngược lại với sự chiến thắng, đó là sự thất bại, sự thất bại. Rồi mình có động từ là cá di ra.
Có di đà có nghĩa là có thể tặng. Tathā-rūpassā, đây là nhóm từ gồm có trạng từ là tathā. Tathā là như thế, như vậy. Rūpa, em từ rūpa có nghĩa là hình thức hay là phẩm chất, ở đây có nghĩa là vậy chứ cái từ cái nghĩa gốc của nó là sắc pháp, nhưng mà ở đây là hình thức hay phẩm chất. Phẩm chất chanh tú nô, danh từ nam tánh chanh tú có nghĩa là loài người hay là nhân loại. Ai được chia theo sở thuộc cách suối nên là chanh tú nô. Chanh tú nô có nghĩa là của loài người hay là của chúng sanh, của nhân loại. Rồi, như vậy thì Nevo Devo Nagantabo Namaro Sahapramuna Chitang Apachitang Kaira Tatharupasa Chantudo. Cho dù là vị trời hay là Càn Thất Bà hay là Ma Vương cùng với Phạm Thiên thì không ai có thể thắng nổi. Người mà có phẩm chất tự thắng được bản thân mình. Tức là đối với một người mà đã có được cái sự nhiếp phục của tự thân ấy, thì cho dù là vị thiên nhân hay là vị Càn Thất Bà hay là Ma Vương hay Phạm Thiên thì không có ai thắng nổi vị đó. Không ai thắng nổi vị đó. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ở đây ngài dịch theo kệ ngôn như thế này: dầu thiên thần các bà, dầu Ma Vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Rồi, đó là cái phần từ vựng chúng ta đã xong. Tiếp đến mình đi đến phần viên sự. Ở đây cái phần viên sự. Cái pháp cú này được Đức Thế Tôn ngài thuyết khi ngài ngự tại Chitawana Vihara, đề cập đến một vị Bà La Môn hỏi về những pháp gối. Tương truyền rằng có một vị Bà La Môn có ý nghĩ rằng Đức Chánh Biến Tri ngài chỉ biết được cái pháp hữu ích mà thôi, hay là ngài biết cả những pháp vô ích nữa để ta hỏi ngài. Thế rồi sau đó vị ấy đã đến diện kiến bậc đạo sư và thưa rằng: kính bạch ngài, người ta cho rằng ngài chỉ biết được những pháp hữu ích, chứ không biết pháp vô ích có phải không? Này thầy Bà La Môn, ta biết cả pháp hữu ích và pháp vô ích. Nếu vậy thì xin ngài hãy thuyết pháp vô ích cho tôi nghe. Sau đó Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng: ngũ nướng sau khi mặt trời đã mọc, giả dược biến nhát hung bạo mà hưởng phước lâu dài,
hành trì theo tà đạo, bám theo sắc đẹp của vợ khác. Này Bà La Môn, hãy nương theo các pháp ấy thì thầy sẽ không được sự lợi ích. Thế rồi vị Bà La Môn mới hoan hỷ, nói rằng lành thay, ngài thật là bậc thầy của một phái, và ngài biết cả những pháp hữu ích và kể cả pháp vô ích. Này Bà La Môn, không có một người nào biết cả pháp hữu ích và pháp vô ích như ta. Khi ấy Đức Thế Sư Tôn ngài mới quán xét cái nhân duyên của vị Bà La Môn, rồi hỏi rằng: Này Bà La Môn, thầy sống bằng nghề gì? Thế rồi vị Bà La Môn đó đáp rằng: Sống bằng nghề cờ bạc, thưa ngài. Đức Thế Tôn ngài hỏi tiếp: Thầy đánh bạc ăn hay thua? Vị Bà La Môn ấy trả lời: Ăn cũng có mà thua cũng có. Sau khi đã hỏi và được trả lời như vậy thì bậc đạo sư ngài mới nói: Này Bà La Môn, người thắng được kẻ khác trong những sòng bạc thì không có mấy gì có giá trị, không bằng người tự phiền não của chính mình. Quả vậy, người đã tự thắng, không còn ai có thể thắng được người đó. Sau khi đã nói như vậy xong thì bậc đạo sư ngài mới nói lên kệ ngôn: Nêu quá Devo Nagantapo Namaro Sahapramuna Chitang Apachitang Kajira Tatharu Pasa Chantuno. Dầu càng thác bà thiên thần, ma vương hay vị phạm thiên thì cũng không thể nào đánh bại được người đã tự chiến thắng được chính bản thân mình. Sau khi chấm dứt pháp thoại thì có nhiều những vị tỳ khưu thành tựu được thánh quả, nhất là quả vị dự lưu. Đó là phần duyên sự, thưa quý vị. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một vấn đề ở trong phần duyên sự này. Thưa quý vị, Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác ngài có hai cái loại trí tuệ, đó chính là ngài có thể thấy được những cái pháp ngũ ngầm, những cái pháp phiền não dưới mọi hình thức của bất kỳ một cái chúng sanh nào. Và hơn nữa ngài cũng thấy được, biết được những cái điểm vượt trội, những cái mặt mạnh, tức là biết được những cái ưu và cái khuyết của bất kỳ một chúng sanh nào đó. Thực ra để có được cái điều này thì cái việc đầu tiên, biết đầu tiên ngài cũng đã phải từng trải qua cái sự tìm hiểu về chính bản thân mình trước. Trước khi giác ngộ, thưa quý vị, ngài đã trải qua cái sự tu tập và đã có được những sự hiểu biết rất nhiều về như thế nào về thiện và như thế nào kể cả đối với bất thiện. Cho nên đến khi mà thành tựu được quả vị
toàn giác đó, thì Đức Phật ngài ngài hiểu biết được tất cả các pháp, tất cả những các pháp thuộc về lĩnh vực thiện ngài biết, ngài biết biết hết. Và ngược lại, tất cả những cái pháp thuộc về vô ích hay là thuộc về bất thiện thì ngài cũng biết rõ luôn, ngài biết hết luôn. Điều này thực ra trong cái quá trình tu tập của chúng ta, khi mà mình hiểu biết về một pháp nào đó, về một pháp nào đó, nếu như mà chúng ta quán xét cho kỹ thưa quý vị, thì mình cũng nhìn thấy ra được luôn cái mặt đối lập của pháp đối nghịch. Chẳng hạn, sư nói ví dụ như thế này: làm thế nào chúng ta nhận thức được cái việc làm hại chúng sanh khác, sát sanh, đó là điều tốt. Và khi mình nhận thức và thực hiện cái sở hành là không làm hại đến chúng sanh khác đó, đồng thời chúng ta cũng hiểu được luôn, đó là người mà vốn không có cái lòng bi mẫn, không có cái lòng thương tưởng và từ tâm đối với những chúng sanh khác, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng gây não hại, gây não hại đến đối tượng chúng sanh khác. Như vậy, nếu như mà chúng ta hiểu biết về một mặt của pháp nào đó một cách rạch ròi, thì đồng nghĩa mình cũng có thể thấy được cái mặt đối nghịch lại, mặt đối nghịch lại của pháp đó. Chính vì thế mà trong việc học tập và thực hành pháp đó, thưa quý vị, nếu như mà chúng ta hiểu được một pháp nào đó một cách cặn kẽ, thì chúng ta cũng sẽ thấy được cả hai, đó chính là thấy được cái sự lợi ích cũng như cái sự bất lợi của cái nghịch pháp. Chúng ta nên nhớ điều này, chúng ta nên nhớ điều này. Cho nên trong việc tu tập thiền quán, nhất là về lĩnh vực của bốn pháp niệm xứ, thưa quý vị, mới đầu mình quan sát những cái hiện tượng nó xảy ra từ nơi thân tâm của mình, do chưa đạt được cái trí tuệ để mà hiểu biết sâu, cho nên chính vì thế mà chúng ta không có thấy được cái sự vi diệu, cái sự vi diệu của tuệ quán. Trong cái quá trình tu tập mà nhìn lại thân tâm cũng như những hành động, những lời nói và những suy nghĩ của mình đó, thưa quý vị, chúng ta nhìn nhiều đi, chúng ta nhìn nhiều lần như vậy, thì tự nhiên đến một lúc nào đó, đến lúc nào đó khi mà trí tuệ của mình nó già dặn đó, mình sẽ thấy ra được, mình sẽ thấy ra được. Cho nên trong việc tu tập á, đôi lúc những vị thầy hướng dẫn á cũng thường xuyên hay gợi ý cho cái vị thiền sinh á một cái cách thức là mình đừng có bao giờ mà cảm thấy trạm hối hay là bất mãn đối với những việc xấu do hành động và lời nói cũng như suy nghĩ của chính bản thân mình. Và điều mình nên nhận thức được rằng là cái con đường tu tập của phàm phu bắt buộc chúng ta vẫn phải bị vướng phải những cái lậu hoặc đó thôi. Cái vấn đề ở đây là từ những điều đó mình có thể học tập được những cái gì, cái đó nó mới là cái vấn đề quan trọng, nó mới là giá trị nằm ở chỗ đó.
Bởi vì thiết nghĩ á, nếu như mà mình cứ suốt ngày mình ngồi mình cắn răng mình day dứt đó, thưa quý vị, thật ra nó chả có lợi ích gì hết. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những điều nó đã qua rồi, chúng ta không thể nào mà chúng ta thay đổi được lịch sử hết. Những pháp nó đã diệt, mình không có làm được gì. Mà cái quan trọng á là chúng ta nên có một cái ý thức khác ở ngay trong hiện tại. Cái đó mới là cái đáng làm. Cho nên các vị thầy á, nhắc nhở những vị thiền sư là đừng có cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình. Khi mà mình thấy rằng ồ sao nội tâm của mình kỳ cục quá vậy, sao lại nó có những cái suy nghĩ nó rất là động trời, trời ơi đất hỡi. Quý vị biết không, ở những vị thổ lộ á, là rất là ái ngại khi mà phải nói ra những điều đó. Nhưng khi một vài trường hợp các vị ấy kể á, thì được biết rằng những cái suy nghĩ đó, đó tự nhiên nó khởi lên, thưa quý vị. Mà suy nghĩ nó rất là kỳ cục. Nhưng mà vị thầy chỉ có một cái lời nhắc nhở khích lệ là ồ, cái đó là cái việc làm của phiền não mà thôi. Mà hễ mà đã lúc mà đã bị phiền não rồi thì cái gì nó cũng dám nghĩ hết, nó không chừa cái gì đâu. Cho nên cái đó thì thôi, nó qua rồi thì thôi, mình hãy cố gắng mình tiếp tục mình để ý nó, quan sát để mà mình học hỏi thêm. Đó mới là cái điều mà mình nên làm. Và hơn nữa, để mà hiểu biết được rõ ràng hơn về như thế nào về thiện pháp đó, thưa quý vị, chúng ta cũng có thể bắt nguồn từ cái khía cạnh của bất thiện pháp được, chứ không phải là không. À, chúng ta vẫn có thể bắt nguồn từ bất thiện pháp được. Và ngược lại, để tìm hiểu về bất thiện pháp, chúng ta vẫn có thể bắt nguồn từ thiện pháp được, chứ không phải là không. Bằng cách nào? Thưa quý vị, bằng cái cách thức là chúng ta so sánh hai cái trạng thái của thiện và bất thiện. Khi mà chúng ta có thiện pháp á, thì lúc bây giờ chúng ta cảm nhận nó như thế nào, nội tâm của mình lúc đó ra sao, cái lời nói và cái hành động và cái suy nghĩ của mình lúc bây giờ nó khác như thế nào so với những lúc mà mình hành động, lời nói hoặc là suy nghĩ theo cái chiều hướng của bất thiện pháp. Lúc bây giờ cảm thọ của hai điều đó nó ra sao, trạng thái tâm ra như thế nào. Thì đúng quý vị, khi mà mình nghiên cứu về hai cái mặt đối chọi đó, thì chúng ta sẽ hiểu hơn rất nhiều như thế nào là thiện pháp, như thế nào là ly tham với tham, nó khác nhau ra sao, nó có lợi ích gì khi mà chúng ta có ly tham, và chúng ta bị cái tai hại như thế nào lúc chúng ta tham đắm đó. Và tương tự như đối với tâm sân cũng vậy nữa, và với lúc mà mình không có tâm sân, chúng ta so sánh giữa hai cái điều đó. Lúc mà mình sân thì lúc đó nó ra làm sao, con người mình như thế nào, lời ăn tiếng nói mình ra sao, cái tư tưởng mình suy nghĩ cái gì trong đó, và nó có dễ chịu hay không. Và lúc mà mình có sự bình thản, có từ tâm mát mẻ, không có sân hận, thì lúc đó nó khác nhau ra sao. Cho nên đó là một cái cách mà để mình tìm hiểu như thế nào là thiện và như thế nào là bất thiện, bằng cái sự so sánh, sự tương phản của chúng. Làm theo cái cách thức này đó, thưa quý vị, đến một lúc nào đó mình sẽ cảm thấy cái sự hoạt động của nội tâm của mình nó rất là thú vị, rất là thú vị. Thật sự là như vậy. Thật ra do bởi mình chưa có trí tuệ để mà thấy được nhiều những cái khía cạnh của danh pháp và sắc pháp, cho nên lúc đó mình cảm thấy chán mà thôi, chán, không có thấy hứng thú trong tu tập. Chứ còn chúng ta vẫn có thể học hỏi được từ những pháp bất thiện rất là nhiều, được hết chứ không phải là không. Pháp bất thiện mình không nên có, nhưng chúng ta vẫn có thể học hỏi được nếu mà nó khởi lên từ những cái điều đó. Và đối với thiện pháp cũng vậy nữa. Thiện pháp chúng ta vẫn có thể học hỏi được lúc mình làm thiện thì nó ra sao, và phải chăng cũng đối với một cái thiện sự công đức đó
nó còn có những cái sự khác biệt gì đó hơn nữa ở trong đó hay không. Mình đừng có tưởng rằng á, mình bố thí lúc nào nó cũng giống y chang như vậy. Không có đâu thưa quý vị. Nếu như mà mình quan sát kỹ, có những lúc mình bố thí á, nó có hỷ tâm, nhưng có những lúc bố thí nó chỉ có đi với cái thọ xả thôi. Và chúng ta vẫn có thể tìm hiểu lý do tại sao lại như vậy. Tại sao có những lúc mà mình bố thí mình rất là hoan hỷ, nhưng mà tại sao có những lúc mình bố thí thì có cảm thọ xả trung bình mà thôi, chứ nó không có hoan hỷ. Rồi có những cái trường hợp mình bố thí đó, tại sao nó có một cái sự hân hoan, một cái niềm tin đi kèm theo rất là mãnh liệt, trong khi một số trường hợp mình đi mình cũng bố thí nhưng mà với một cái thái độ làm nó rất là thờ ơ, nó không có nhiều cái sự trong sạch đối với những việc thí sự trong lúc mà mình làm. Nếu mà nhìn chi tiết đó, thưa quý vị, thì mình sẽ thấy ra được rất là nhiều lắm những cái thuộc tính của danh pháp và sắc pháp, hay nói cách khác đó chính là sự vận hành của những tâm sở tịnh hảo nó hoạt động mạnh yếu ra sao ở trong những mỗi lúc, và ngược lại đối với bất thiện cũng vậy nữa, đối với bất thiện cũng vậy nữa. Có thấy ra được điều đó đó thì chúng ta mới biết cách để tu tập, mới biết cách để mà tu tập. Mình tự học ra từ bản thân mình để mà mình tu tập. Không có cái trường hợp nào mà mình có thể dứt được bệnh mà nếu như mà mình không biết được cái nguyên nhân gốc của nó. Chỉ khi nào mà tìm được cái nguyên nhân sâu xa nhất của nó, thì lúc bây giờ mình mới có cái phương pháp để mà chữa bệnh được thôi. Chứ còn nếu như mà mình không biết được cái nguyên nhân chính của nó, nguyên nhân gốc của nó, thì tất cả những cái thao tác mình làm á, cho dù nó có hết bệnh đi nữa thì cái đó nó chẳng qua nó chỉ là may mắn thôi, nó được cái lần đó thôi, rồi lần tới chúng ta vẫn phải bị bắp nữa, mình sẽ không có hiểu được, mình sẽ không biết cách thức. Cho nên chính vì thế mà bậc đạo sư ngài biết không chỉ một cách rốt ráo đối với thiện pháp không thôi đâu, mà kể cả cái sự vận hành của ác bất thiện pháp ngài cũng biết một cách rốt ráo. Không có cái pháp gì mà ngài không biết hết. Không có cái pháp gì mà ngài không biết hết. Hiểu biết được điều này á, thưa quý vị, phải nói rằng nó đưa đến một cái sự chuyển hóa không có nhỏ đối với tâm của mình đâu. Chỉ có việc mà chúng ta thấu triệt được về thiện và bất thiện thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho dù ở trong trạng thái của phàm phu thôi, thì cái niệm lực và cái trí tuệ cũng như định lực của mình nó cũng rất là mạnh, thưa quý vị. Nó rất là mạnh thì nó mới có khả năng nó nhìn ra được những điều đó. Quý vị có biết rằng có những cái trường hợp á, nếu như mà mình nói lúc đó mình tâm sân hay tâm tham, rồi lúc đó mình có pháp bất thiện như thế này như thế kia, hoặc là lúc đó mình có thiện pháp như thế này như thế nào, thật ra đó chỉ là cái trường hợp chúng ta biết một cách đại cương thôi. Bởi vì nó khởi lên đối với cái bề nổi thô thiển thì lúc đó mình nhận biết được dễ dàng. Tuy nhiên ở đằng cái sự hoạt động vi tế sâu thẳm đó, thưa quý vị, có rất nhiều thứ diễn hoạt của danh pháp và sắc pháp, hay là của thiện và bất thiện, chúng ta thật sự chưa có hiểu hết được về nó đâu. Bằng chứng là rất nhiều những trường hợp mình không biết rằng lúc đó thật ra tâm mình đang là tâm gì mà. Thật sự là như vậy, thưa quý vị. Đôi lúc có những cái câu chuyện nó xảy ra, những cái sự việc nó xảy ra sống chung với bạn đồng phạm hạnh đó, thưa quý vị. Sống chung với bạn đồng phạm hạnh, nhưng mà lúc đó mà mình thất niệm á, ngay chính bản thân sư cũng bị nè.
có những sự việc mà khi sư trả lời, sư nói chuyện, mà lúc đó mình không có để ý kỹ về cái nội tâm của mình. Sau khi mà được nhắc lại á, thì lúc bây giờ mình mới sực nhớ là không biết hồi nãy mình nói câu đó là với cái ý gì đây ta. Và cái lời nói đó đó, nó xuất phát từ cái nguồn gốc của thiền, của thiền, của sự xả ly, chỉ nói một cách đơn thuần, hay là nói đi kèm với cái sự ấm ức hay là bực bội ở trong đó, không biết được thưa quý vị. Lúc đó mình, lúc đó bản thân mình không có nhận ra được điều đó. Cho nên chính vì thế mà để hiểu được cái được gọi là thiện với bất thiện á, thật ra trên cái phương diện pháp học á, chúng ta may mắn chúng ta được cái sự chỉ dẫn rất là đầy đủ từ nơi kinh tạng, từ nơi kinh điển. Tuy nhiên để mà nhìn vào trong cái đời sống của mình trong thực tế, thưa quý vị, có rất nhiều những chuyện mình không xác định được. Trường hợp đó là mình nói từ nội tâm gì, đừng có tưởng rằng cái lớp vỏ bên ngoài của hành động và lời nói nó dường như có cái hình thức là tốt đẹp là mình cho nó là tốt đẹp. Không hẳn là như vậy đâu nha, thưa quý vị, không hẳn là như vậy đâu. Đôi khi nó được bao bọc thôi. Có những cái trường hợp á, ở trong đó thật ra là tham, nhưng mà nó được bọc ở bên ngoài bởi những cái lời rất là nghe giống như là rất là xả ly, rất là tốt. Chúng ta có thể hiểu lầm, nếu như mà mình nhìn kỹ vào bên trong á, khám phá chính mình á, thì từ từ mình sẽ phát hiện ra những điều đó. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn ngài giác ngộ thì ngài đã phải trải qua cái sự coi như là kinh nghiệm từ nơi bản thân của mình trước. Khi mà đã thành tựu được quả vị chánh giác rồi thì ngài biết hết tất cả các pháp, kể cả thiện và cũng như bất thiện luôn, hai mặt luôn. Rồi cái vị Bà La Môn này cứ nghĩ rằng, cứ nghe nói rằng Đức Thế Tôn ngài chỉ biết được những pháp đưa đến sự lợi ích thôi, tức là chỉ là những thiện pháp thôi, nhưng mà những pháp mà vô ích đưa đến tai hại thì vị ấy nghĩ rằng Đức Thế Tôn ngài không biết. Nhưng mà không phải như vậy, ngài biết cả hai, Rồi câu pháp cú, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của kệ ngôn pháp cú luôn. Ở đây kệ ngôn pháp cú nói rằng, bậc đạo sư ngài giảng rằng là dầu cho vị thiên nhân hay là vị Càn Thất Bà hay là Ma Vương hay là Phạm Thiên thì cũng không có ai có thể mà thắng được, đối với người đã tự thắng bản thân mình. Ở đây có ý nghĩa gì thưa quý vị? Thực ra cái vấn đề mà được gọi là thắng thua đối với thế gian thông thường mình nghĩ, tức là cái người nào mà bị có sức mạnh hơn nè, rồi người nào chiếm đoạt được nhiều tài sản hơn, sở hữu được nhiều tài sản hơn, có sắc đẹp hơn, có đạt được địa vị nhiều hơn, danh tiếng nhiều hơn người khác thì được xem như là thắng người khác. Tuy nhiên cái đó nó chỉ là tạm thời thôi thưa quý vị. Điều đó nó không có vĩnh viễn, nó chỉ là tạm thời thôi. Chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vì thế gian pháp này á, do nghiệp chi phối mà. Chúng sanh là do có nghiệp riêng chi phối. Lúc thì như thế này, lúc thì như thế khác. Cho nên chính vì thế mà có cái sự thay đổi luôn luôn hoán chuyển. Tùy theo cái nghiệp lực của mình
tùy theo nghiệp lực của mình. Chính vì thế mà cái vấn đề thắng thua, hơn người hay thua người mà mình nghĩ á, thông thường á, nó chỉ là cái nhìn trước mắt mà thôi. Còn đối với cái vị mà tự thân mà đã thành tựu được sự nhiếp phục của bản thân mình đó thưa quý vị, thì vị đó mới thật sự là chiến thắng hoàn toàn. Hơn nữa đối với một người á, mà thật ra khi mà mình hơn thua với kẻ khác á, mình muốn áp đảo người ta, chẳng qua là mình bắt chẹt người ta về cái vấn đề gì thưa quý vị, tức là làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta sợ hãi, hoặc là làm cho người ta, làm cho đối phương bị dính mắt, bị sỏ mũi, bị câu dẫn. Nó chỉ là như vậy mà thôi. Còn cái vấn đề mà chết rồi thì tái sanh lại kiếp khác thì cứ như vậy thì cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng mà cái quan trọng á, cái quan trọng mình áp đảo được người khác. Một khi áp đảo được người khác, tức là mình làm cho người khác sợ mình, hoặc là mình làm cho người khác bị ràng buộc, câu dẫn, câu dẫn bởi một cái điều gì đó, bởi một cái điều gì đó, thì cái này á thưa quý vị, nó chỉ có tác dụng đối với những ai mà còn sân, tham sân si thôi. Cái này nó chỉ có tác dụng đối với ai còn tham sân si thôi. Cho nên ở trong đời sống á, khi mà người ta muốn hạ bệ nhau á thưa quý vị, thì người ta dùng những cách gì? Thứ nhất là người ta dùng, trường hợp thô thiển nhất là người ta dùng vũ lực, hù dọa. Nhưng mà nếu như mà người đó người ta không sợ thì lúc bây giờ người ta sẽ dùng theo cách khác nè, dùng theo cách khác, tức là câu dẫn, sỏ mũi, bằng cách lựa vào những cái điểm yếu của người đó, lựa vào những cái gì mà người đó dính mắt. Mà hễ có điểm yếu của sự dính mắt là mình sẽ lo sợ về điều đó, cho nên trên thực tế đó, ở trong đời á, khi mà nói đến hơn thua nhau đối với người này người kia, thật ra cái hình thức bên ngoài thì mình nói thấy nó nhiều, nhưng mà cái bản chất của bên trong là chỉ đấu nhau về cái nội lực của tinh thần mà thôi. Người nào mà yếu bóng vía hơn, tâm sân nhiều hơn, sợ hãi nhiều hơn, người nào tham nhiều hơn thì được xem như là thua người khác. Vậy thôi. Còn nếu như mà đối với một con người mà sợ thì cũng không sợ, dính mắt thì cũng không dính mắt, thì đối với người đó thì ai làm được gì vị? Không có ai làm được gì đối với vị ấy hết. Vì thế mà quý vị biết có những cái kiếp mà Đức Bồ Tát Ngài tu tập á, Ngài tu tập do cái nội lực tâm của Ngài thù thắng quá, cho nên nó tác động đến cái cảnh giới cõi trời á, làm cho ghế của các vị thiên nhân, nhất là chúa của các vị trời, nóng lên. Lúc bây giờ những vị ấy mới dùng những cách thức để mà xuống thử. Thì thử để làm gì thưa quý vị? Thử xem thì muốn thử thì các ngài phải dùng những cái hình thức chẳng hạn như là hù dọa để cho sợ. Hù dọa cho sợ, nếu như mà không sợ thì sẽ chuyển qua cách thức khác. Để cho vị ấy xem coi có dính mắt hay không. Nếu như mà hai cái cách thức mà cách thức nào cũng thấy không có ăn thua hết thì xem như là không làm được gì. Cho nên á, khi mà nói một cách rốt ráo ở trong đời sống thế gian đó thưa quý vị, cái sâu thẳm nhất được xem như là thắng thua, đó chính là sự hơn thua về cái nội lực của tinh thần. Mà cái nội tâm nào á mà vẫn còn bị tham sân chi phối nhiều á thì được xem như là đó yếu, người đó yếu. Cái sắc pháp này á, cái bên ngoài nó chỉ bên ngoài thôi. Ví dụ như nó chết đi thì tái sanh cái kiếp khác vậy thôi, chứ còn cái đời sống nội tâm hơn thua nhau là ở điều đó.
Cho nên chính vì thế mà ở đây Đức Phật ngài ngài dạy rằng cái sự hơn thua, sự hơn thua đối với cái sự thắng, chiến thắng đối với một người mà đã tự thân mà nhiếp phục được phiền não của chính mình, tự thắng chính mình thì không ai có thể chiến thắng được vị đó. Ngài nói đến cái rốt ráo nhất của thắng thua ở trong sanh tử luân hồi, ở trong sanh tử luân hồi. Còn mình á, mình hiểu cái thắng thua theo như cái thế gian thường tình thôi, cái đó nó chỉ là trước mắt thôi. Có thể ngay trước mắt chúng ta giàu hơn người khác, nhưng mà mình không nhìn xa hơn nữa, người khác người ta có những người người ta giàu hơn mình. Thì lúc bây giờ mình trở thành thua rồi. Hoặc là bây giờ mình sanh ở cảnh giới cao, nhưng mà rồi đến lúc khác mình lại sanh xuống cõi khổ thì sao đây? Đó, cho nên cái đó nó chỉ là tương đối thôi. Đối với cái vị á, cái vị mà chấm dứt hoàn toàn tham sân si thì được xem như trong thế gian này không có ai có thể so bi được với vị đó về cái mặt thắng thua. Chính vì vậy mà cái Đức Phật nói cái việc chiến thắng ở đây đó là cái nói rốt ráo nhất, cái nốt rốt ráo nhất ở trong sanh tử luân hồi. Người mà tự chiến thắng được chính mình nữa, thưa quý vị, hết phiền não thì không có ai được xem như là so bì được với vị đó hết. Không ai có thể chiến thắng được với vị đó. Đó là ý nghĩa như vậy đó. Rồi bây giờ thì sư chấm dứt ở đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phần còn lại xin mời lớp học chúng ta hãy làm những việc hồi hướng công đức để cho buổi học được viên mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng con được câu kể và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh phúc chúc cho đạo tràng chúng con ạ. Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa buddha anuha vena sada sati pangwantu te vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa dhamma anuha vena sada sati pangwantu te vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa sangha anuha vena sada sati pangwantu te. Tất cả phúng hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng ca sự thảnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và xa thốt xa thốt bằng thai. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh ạ. Con xin đọc kinh hồi hướng ạ. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thâm mọi điều, long dương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng tôi, hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viễn thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Do sự phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã hóa giảng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đăng nô nha.